ơi, hôm nay phải đi hít thở không khí thiên nhiên mới được coi. Wow. Mình muốn đi tìm mình đâu. Gì vậy? Mình buồn thì ai thấu đâu. Con nhỏ xóm này nè. Cốc 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 cốc. Cốc. Ai vậy trời? Trời ơi. Làng xóm láng giềng nhau tôi biết bà sẽ là hát gì rồi, nhưng mà đừng có hát ồn ào vậy chứ, chưa nắng chưa trời à. Chưa gì mà chưa, người ta hát hay vậy người ta sắp đi thi cuộc thi lớn rồi đó nha. Trời ơi, bà nghĩ sao vậy, giọng hát của bà làm gì mà đi thi giọng hát gì, mình định làm giọng hát Việt hả, cỡ bà hả, giọng gì ta. Giọng ác liệt á. Bà nghĩ giọng sao á, cái giọng của bà mà tôi đi hát vậy tôi ca còn hay hơn bà nữa. Nè nhìn nè. Nhìn tôi nè, bà im lặng đây để tôi hát cho bà nghe nha. Trời, cái giọng của bà đi thi The Voice tôi nói thiệt chỉ có rớt, trừ khi cái giọng mà bước vô cổng luôn chứ nói gửi xe nha. Ông ghen quá hả? Ông ghen quá. Bà biết bà hát dở hơn đâu, cái gì không? Đâu rồi, ông hát đi, ông nói ông hát. Nè nhìn tôi nè, tôi sẽ hát mình buồn gì tim mình đau cho bà nghe nha. Mình buồn gì tim mình đau hay giờ hay hơn bà luôn. Trời. Dở quá trời dở. Thôi, luôn chứ. Nói chung á là bà im lặng. Để tôi làm đồ ăn, để tôi ăn sáng. Ok, bà đừng có hát nữa ồn ào nhà tôi quá. Tôi nói chuyện với bà nữa. Đi đi đi. Ờ, đừng có hát giùm tôi nha. Tôi ồn ào quá trời à. Nhìn theo tao đi, nhìn theo tao, nhìn theo tao. Vô. Ờ, nó cứ hát hoài, cái con nhỏ đi. Ừ, gì. Chạy lên cho máy tính luôn. Im dặn luôn. Trời ơi, hết nghe rồi. Hey, khỏe quá, bây giờ kiếm gì làm cái đã. Chơi game thôi chứ giờ ấy nghe một chút banh cái đầu nữa. A few moments later. Ôi trời ơi, mắc tẹo quá rồi, đi tè cái đá không chịu không nổi nữa, mở cửa ra cái nhẹ coi. Hey, rồi đi tè. Trời ơi. Chơi đêm ta đi xa này. Mắc tẹo quá. Tiểu lẹ, trời ơi, nhức đầu quá. Chạy. Cái phòng đấy rồi, đi vô. Ôi, đóng cửa lại. Trời ơi, giống như mà cực hình vậy, mở cửa ra là nghe liền nè. 1, 2, 3. Trời ơi, đóng cửa. Ồ, hết rồi. Ôi, trời ơi, bà hát banh luôn nguyên cục tường nhà tôi luôn rồi anh em ơi. Trời ơi, ngày nào cũng nghe vậy chắc đụn thổ luôn á. Ôi, chơi game xíu đi trời ơi, nhức đầu quá. Ôi, hôm nay đi học về khỏe quá trời luôn trời, thiệt là trong xanh mát mẻ. Trời ơi, mưa rồi trời ơi. Giờ mưa rồi to quá vậy. Oh no. Mưa rồi trời ơi, lạnh quá. Ui giời ơi. Lạnh đi. Trời ơi, bà đi kiểu gì vậy? Đi cái kiểu gì mà đi? Ông á. Ông gì mà ông? Trời ơi, trời mưa thì tôi đang chạy về, bà đụng vô tôi làm gì rồi? Tôi hai đứa ướt nhem hết luôn rồi, cũng như nhau rồi, chạy làm gì nữa? Tôi là lỗi do ông, tất cả là lỗi do ông. Cả là lỗi do bà mới đúng á. Bây giờ bà nghĩ thì sao nè? Trời ơi, bà nghĩ sao vậy? Bà nghĩ sao? Bà làm tôi ướt hết nguyên bộ đồ một buổi chiều mà tôi còn đi học nữa nha. Giờ tôi không muốn nói chuyện mà nữa. Bây giờ tôi cũng ướt người rồi. Nói chung là tôi đi đây đồ khùng. Đi chửi tôi khùng mà. Ông dám đánh tôi khùng, chửi tôi khùng mà. Trời ơi, đồ con trai đánh con gái, đồ vũ phu. Thôi, tôi không nói chuyện với bà nữa. Tôi sợ bà hả? Nè, dí tôi đi. Ngon. Bà khùng. Ừ, cái đồ khùng, bà làm tôi ướt, tôi chưa tính sổ với bà đó nha. Ông có tin là tôi kêu nhà báo tới giết á là hả? À, quán quân The Voice Kids bị ông ăn hiếp không? Là ông chiến hay là ông xong quán, luôn? Quán quân The Voice Kids trong mơ mà cũng hãnh diện quá ha. Ha ha gì mà ha ha. Nè, với tôi đi, với tôi đi. Đi tắm rửa thử cái coi nhà mình hôm nay bị gì kỳ kỳ ta. Nhà vệ sinh này luôn à. Nhà mình sao bữa nay trắng trẻo đẹp đẽ vậy? Sao cái nhà vệ sinh mình nó chật hẹp quá vậy trời. Ê, phải đi tắm cái coi. Ê. Hả cái gì vậy? Cái gì vậy? Sao tôi bị biến thành zombie luôn rồi? Oh no. Chết tôi rồi. Sao tôi bị biến zombie? Ủa gì cái nhà này có ai? Đừng có nói với tôi là nhà của zombie luôn nha. Trời ơi đúng rồi. Sao mình biến thành zombie rồi? Chết tôi ơi. Vậy không lẽ là do hôm qua mình giỡn ở cái cục điện mưa xuống sét đánh chúng thì hai đứa không lẽ con Jimmy nó đang trong thể xác của tôi. Chết không được, để mình đi qua bển mình kêu cái đã. Trời ơi, như vậy là chết tôi rồi. Jimmy cốc. Trời ơi, chuyện gì xảy ra vậy nè trời. Nghĩ sao vậy, chết tôi rồi. Chuyện bây giờ giọng tôi vẫn là tôi mà sao cái thể xác này lại là của thằng quỷ gì hả, xấu xí kìa. Sao đây? Cốc. Trời ơi, tiếng của nó kìa. Bây giờ tôi phải xuống dưới tôi nói chuyện với nó coi. Tại nó hết tất cả là lỗi của nó. Trời ơi,
Trời ơi, chết rồi nè. À, gì? Tại sao có hi ha hi ha? Bà đang trong thể xác của tôi đó, bà ơi. Ông trả, bà trả lại thể xác cho tôi. Nghĩ sao vậy con người mảnh mai? Ây da, trời đánh xíu là đau rồi. Trả lại lỗi cho ông đó. Trả lại lỗi cho bà đó. Cho ông đánh tôi. Lo bà dí tôi. Lo bà dí tôi chạy vô cục điện đó. Giờ chết rồi. Trời ơi, ông có được. Tôi nói cho ông nghe nha. Ông bây giờ là đang là thân xác của tôi phải tìm cách đi đưa về như cũ. Nhưng mà tôi không chịu đâu. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Tôi nói tìm cách. Ông không được đi vệ sinh, cũng không được y tắm gì. Trời ơi, vậy chắc chết tôi quá. Trời ơi, vệ sinh chứ không được đi vệ sinh thì đâu tôi mắc ỉa làm sao? Trời ơi, ông, tôi không cần biết. Nhưng mà đó là thể xác của tôi. Phải. Như tôi bị đau bụng quá, trợ tôi một xíu. Đó, không được. Trời ơi, chứ bây giờ sao ông muốn tôi ở đây cái bà nhịn đi, tôi không biết. Bây giờ tôi có ý này. Nếu bây giờ tôi với bà thí dụ mà không thể nào nhịn được rồi, nếu mà muốn đi thì hãy bịt mắt lại, hãy được đi, hiểu không? Bịt mắt lại á hả? Ừ, không được nhìn gì hết, giống như người mù đi. Trời, ok, tôi biết rồi. Ok, còn nữa, bây giờ từ đây bà hãy sống cuộc sống của tôi sẽ sống giùm cuộc sống của bà. Chừng nào chúng ta tìm được cách mà quay trở lại thì tôi với bà hãy bình thường lại trở lại, ok? Ok, mà tôi nói cho ông nghe, sắp tới trường tôi có buổi văn nghệ á, tôi hát chính đó nha. Trời ơi, chết. Ông coi sao mà hát đi, chứ tôi không biết đâu. Thôi tôi đi đây. Ngày mai luôn hả? Đúng rồi. Trời ơi, ôi vậy tôi chuẩn bị về nhà rồi, giờ chết tôi rồi. Tôi tập hát rồi. Trời ơi, mấy nhỏ này nó hát bài gì vậy trời? Chết tôi rồi. Tôi phải tập hát, tôi tập hát. Mình buồn gì tim mình đau đó, cả đi. Rồi được rồi. Mình buồn gì tim mình đau. Mình buồn gì ai hâu đau. Ôi giọng này tao biết là con trai sao vậy? Phải giả dạng con gái nữa. Tao đâu để giả chồng con gái rồi. Mình buồn gì tim. Nghe nó ung thư quá. Thôi, trời ơi, chết tôi rồi. Tomorrow. Ôi trời ơi, ngày hôm nay là ngày chuẩn bị đi thi rồi. Ôi, giờ thì phải đi thôi. Tôi dặn bà nha. Tôi là học sinh giỏi, bà vô chổng bà đừng có quậy nha. Bà nhớ học đàng hoàng cho tôi đó. Ừ, tôi biết rồi, còn tôi là một học sinh ngoan ngoãn của lớp đó. Ông coi, hôm nay có buổi hát của tôi. Ông mà hát mà sao á là trời ơi, tôi biết. Ông chết với tôi nói rồi, tôi biết rồi, tôi luyện thanh tối hôm qua đến bây giờ đó. Này bây giờ tôi giả giọng con gái cho bà nghe thử nha. Chào mọi người, mình là Jimmy đây. Hay không? Trời ơi, ung thư quá nhưng mà cũng đỡ. Trời ơi, cái trường này của Jimmy nè, đúng không ta? Trời ơi, cái trường gì đâu. Dài. Ủa gì? Ủa, giải trường này xinh dữ vậy. Ủa, có cái gì đâu mà đứng ngoài trường là toàn gái không vậy? Ê, con ngồi đây, đi lại đây. Gì vậy, chửi tôi hả? Mình. Anh, cái gì vậy mấy bạn? Ủa, sao hôm nay tiếng mày kỳ vậy con quỷ? Mà tôi luyện thanh nên bây giờ nó bị khen cổ. Mày á, chính mày. Trời ơi, chính mày, mày dám giành chức vụ kim ca của trường của tao. Mày đi vô mau. Ôi bạn kỳ vậy, tôi hát hay thì chuyện của tôi mắc cười. Bạn chửi tôi vậy, mắc cười vậy trời. Mày còn dám nói nữa hả? Mày đi vô chỗ khác hay là đủ tao đập mày cho một trận là mày khỏi đi hát luôn á. Thì ra hai ba con nhỏ này là bố láo của trường. Trời mày đưa, mày tưởng tôi sợ bạn hả? Bị hít bì bạn lên đây. Mày tưởng tôi sợ bạn chắc rồi. Đi lại đây. Trời ơi. Mày ba người thôi. Mày ba người hả? Bạn ngon solo với tôi nè. Tụi này chắc là tụi mà ăn hiếp Jimmy nè đúng không? Hèn gì tôi thấy ngày nào bả về bả cũng cọc thì vậy nó ăn hiếp bả. Tức thiệt, để bữa nào tao sẽ có một kế hoạch, tao sẽ lật đổ tim bộ ba tụi mày. Tức thiệt, nhỏ nãy bố láo, bữa nào tao đập mày là cô. Thôi trời ơi, chơi rồi, mình vừa nghĩ ra một cái cách này hay lắm. Mình sẽ hù ma để cho nó một bài học mới được. Tao mà là hi ha đấy, tao đấm tụi mày nha cô. Mấy con nhỏ này đẹp mà lóc chóc thiệt á. Để coi, phòng bảo vệ, yểm của hot nail. À, chìa khóa nhà vệ sinh nữ. À, vậy là đúng kế của tao rồi. Được rồi, bây giờ tao có một cái cách này hay lắm. Đó chính là sẽ nhốt tụi nó vào nhà vệ sinh. Sau đó khóa lại, tới 9 giờ tối mình sẽ quanh lại trường để mình hỏi tụi nó. Kế hoạch khá là thành công đây. Bây giờ để mình đi ra ngoài mình dụ tụi nó cái đã. Em ơi, thức đêm, tao thức dậy em. Trời ơi, chị con quỷ này. Chị con, trời chị sợ cưng á.
kịp cân bố láo rồi. Dí đi, dí đi, dí đi, dí đi. Tụi em đi theo chị hết trơn đó cho chị. Hôm nay chưa khô máu với mày luôn. Tao cho mày bị đuổi học luôn con. Cái con này dạo này ghen lắm. Kiếm vô, núp kiếm vô, núp kiếm vô, núp kiếm vô. Nó đâu rồi? Núp vô, núp vô, núp vô. Ok, núp 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 núp. Trời ơi, hình như nó vô nhà vệ sinh vậy. Ừ, mày vô đây với tao là mày chết với tao vậy. Con với mày đâu? Mày ra đây mau. Hình như tụi nó đi vô rồi. Để bây giờ mình đi vô thử coi. Có cái gì? Có cái nút ở này nè. Bây giờ mình sẽ thay cái nút đó bằng cái nút này cho tụi nó ở trỏng luôn. Rồi, mình có cái chìa khóa nhà vệ sinh nữa. Bây giờ tụi nó khỏi ra luôn. Để coi tụi nó làm gì mình. Ê tụi bay ơi, không có nó rồi. À bây giờ đi 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 chỗ khác kiếm tụi bay ơi. Ê tụi bay, cái cửa bị cái gì khóa vậy nè. Tụi bay ra phụ tao mở cái cửa ra coi. Trời ơi, không mở được nè. Tụi bay mau ra đây coi. Ôi tụi mày ơi, chết rồi. Bây giờ không có cách nào tao mở cửa được hết á. Chắc hôm nay thì mình phải ngủ trong đây rồi. Tụi bay chữa chỗ bự nhất cho tao nha. Tao nghĩ bây giờ ngủ đây đỡ đi. À, ngày mai là ông bảo vệ cũng vô đây mở cửa lại rồi. Tụi bay yên tâm đi, không sao đâu. Tôi đã quay trở lại trường. Đó chính là tôi, Iha, not Jimmy. Hôm nay tôi sẽ cho bọn con gái đó biết thế nào gọi là lễ độ. Và sẽ dạy cho tụi nó bài học không ăn hiếp nữa. Bây giờ mình sẽ đột nhập vô lại cái trường này. Để coi coi. 2, 3, 4. Ở đây mình có một bộ đồ màu trắng. Nếu mà mình mặc bộ đồ vô này vô á, thì mình sẽ bị hóa trang thành một con ma luôn. Bây giờ mình sẽ lấy miếng cầu thang để mình đặt cái đường đi về trước cái đã. Rồi ok, để bây giờ mình lẻn vô trường coi. Để coi nhà sinh rồi. Còn nghe tụi nó còn ở trỏng không cái đã. Trời ơi khổ thân ghê á. Tại tụi bay không á, có ăn hiếp nó không chi. Giờ tao phải khổ không. Bây giờ mày ăn hiếp Jimmy là mày sai. Hi ha, đi trong hệ xét của Jimmy thì mày còn sai lầm hơn nữa. Được rồi, bây giờ mình có một bộ đồ này. Bây giờ mình mặc vô nha. 1, 2, 3, 4 Chuẩn bị đổi hình ma nè. 3, 2. Cuối cùng mình đã biến thành một con ma nữa. Đúng là bộ đồ mình bộ đồ hóa trang mua trên Shopee thiệt là hiệu nghiệm. Mình dùng cái chìa khóa này để đi vô ma tụi nó mới được. Mở vô nè. Có chó ở đây. Im lặng. Đứng dậy. Mày giả bộ hả? Đứng dậy. Đứng dậy. Tao nói mày nghe. Xin đừng có giết tôi. Tao nghe nói mày là đứa quậy. Với lại mày thường ghẹo chọc em tao. Đó chính là Jimmy đúng không? Đi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Có mà. Đúng không? Ôi ơi mà đừng mà. Sao mày trả lời nhanh. Tiền thiệt ra là cũng có một chút chút. Tao nói mày, nếu mà mày ghẹo chọc Jimmy nữa thì tao sẽ bắt mày vào đúng 9 giờ đêm này. Tao lại tới nhà mày để tao bắt cóc mày nha. Thôi ơi, tôi xin lỗi, tôi hứa tôi không dám chọc Jimmy nữa. Xin ông hãy tha thứ cho tôi. Nhớ đó. Tôi mày nhớ nha. Tôi xin lỗi. Được rồi, bây giờ thì tao sẽ thả cho tụi mày đi. Nhớ đó. Mày mà còn gọi quậy... đi mày. Tôi về chứ nhà. Mày ở đây đi, tôi về trước đây. Ôi trời ơi, mới cho tụi nó được một vố. Thiệt là hấp dẫn. Ừ quên nữa, để mình ra bển mình nói Jimmy. Ê Jimmy, trời tôi có một cái ý. Trời ơi, nói dễ quá giờ mà ý gì ý gì nữa, không đi ngủ đi. Tôi mới đi công chuyện về, tôi có một cái ý này hay lắm nè. Ý gì vậy? Đó chính là... Đó, đúng rồi. Kế hoạch coi như là tôi, kế hoạch của tôi là đúng rồi đó Jimmy. Ý ông là trời mưa. Biết cái gì không? Tại gì? Bạn có nhớ cái chuyện hôm bữa là mưa xong tụi mình bị giật điện không? Nhớ chứ sao không nhớ được. Đúng rồi, hôm nay tôi đã coi thời tiết. Đó chính là có một trận mưa rất là to. Và tụi mình hãy lợi dụng cái trận mưa to này. Tụi mình đi ra lại cái cục điện đó. Tụi mình tụi mình la lối để cho nó giật lại tụi mình. Để cho tụi mình đổi lại đi. Ok, đi thôi. Ok, cái cục điện này nè, đúng rồi nè. Cái cục điện mà có chữ điện áp cao nè. Nhanh lên. Một mình chuẩn bị la lối nha. 1, 2, 3. Ôi giật tôi đi, giật tôi đi. Quay. Ôi, chuẩn bị dần kìa. Yeah, cuối cùng thì mình cũng đã biến lại được thành Hi Ha để chơi. Trời, hết hệ xác của Jimmy rồi. Nhưng mà nha, mình á, trong hệ xác của Jimmy mình mới hiểu được bọn con gái làm sao hết. Thế là mình có thể cua được carrot mình rồi. Thôi, đi thôi. Bây giờ mình sẽ đi để kiếm cà rớt coi.
ơi, bây giờ mới đi gặp ai, gặp crush của mình thì không. Trời ơi, ấy, mày đậu xanh mày, cái thằng này. Cái sao? Mày là ai? Làm gì mày đánh tao? Mày là ai vậy? Trời ơi, mày quên luôn cả tao hả? Mày là ai? Tao thật sự tao không biết mày là ai luôn á. Nè, tao nói cho mày nghe, Mai là crush của mày đúng không? Đúng rồi, sao có chuyện gì? Tao nói cho mày nghe một điều là Mai cũng là người yêu của tao, ok? Mai là người yêu của mày. Thì sao? Mày hôm qua mày dám đối xử với Mai ra sao? Mày dám đối xử tệ với Mai thì mày phải chết với tao nghe chưa mày? Mày coi mà mày tránh xa cho tao. Hôm qua mày làm hả? Hôm qua mày dám chửi với Mai, mày chửi Mai là một con người đậm tệ này nọ hả? Mày á không phải là con trai, mày cũng không phải là con người, mày là con mình nữa. Bây giờ thì tao không có nói chuyện gì với mày. Mày tránh xa Mai cho tao. Đờn heo, có chuyện gì vậy? Ủa, hôm qua là mình còn chưa biết lại hành đi ha? Thì không lẽ Jimmy đã làm gì hả? Đâu, để mình về nhà mình hỏi mới được. Jimmy đâu rồi? Jimmy đâu? Jimmy, mày đi ra đây coi. Trời ơi, ông làm cái gì vậy? Ông làm cái gì mà ông la dữ dội quá vậy? La dữ dội hả? Bà đã làm cái gì? Crush của tôi, bà có phải bà đã đọc cái cuốn nhật ký và biết crush tôi là ai đúng không? Thì tôi có đọc qua sơ một tí xíu. Qua một tí xíu, bà nghĩ sao vậy? Cái đó cuốn nhật ký người ta bà tò mò vừa thôi chứ. Với lại bà cũng đã đọc, bà đã đi làm như vậy, bà đi nói gì đó crush của tôi. Để bây giờ á, có một thằng nào đó tự nhiên nó đánh tôi, nó nói tôi chửi gì, chửi bới tôi bời gì tới crush của tôi vậy? Trời ơi, tôi hiểu mọi chuyện rồi, tôi sẽ nói cho ông nghe nha. Tôi đọc nhật ký của ông và tôi đã biết là ông rớt cái bà Mai gì đó của ông á, đã 3-4 năm trời nhưng mà ông không dám nói ra. Thì hôm qua tôi đã mạnh dạn, tôi thân xác của ông và tôi đã dùng ông để tôi đi nói ra, để tôi thổ lộ tình cảm để giúp rớt của ông á hiểu được tình cảm của ông. Và tôi kể cho ông nghe, lúc mà tôi tới ông có biết á là cô gái đó không có ngoan hiền như ông nghĩ, không ngoan hiền như trong nhật ký ông viết. Cô gái đó cặp thích đại gia thì tới đại gia, thấy ông hiểu điều đó không? Và tôi rất là tức, tôi chỉ chửi một tí xíu nhẹ thôi mà làm gì căng quá vậy. Nhưng mà bà cũng biết là đó là crush của tôi mà. Ông là crush của tôi, ông hiểu điều đó không? Bà nói gì vậy? Và tôi không thể nào để cho crush của mình gặp những chuyện như vậy mà không làm được gì, ông hiểu điều đó không? Mình nói gì tôi không hiểu gì hết vậy? Ý, bà là sao? Không,